Hòa tan 11 gam hỗn hợp gồm có sắt và nhôm bằng dung dịch H, dung dịch CH3COH6% sau vẫn thu được lít khí và điều kiện tiêu chuẩn và dung dịch đi. Câu A là tính phần trăm khối lượng của mỗi chất có trong ly X. Rồi, bước đầu tiên chúng ta phải kiểm tra đó là trong hai kim loại đó là sắt và nhôm thì kim loại nào tác dụng với gì? Axit. Để làm được điều này thì chúng ta sẽ coi lại lý thuyết giúp thầy. Chúng ta coi lại cho thầy bài axit acetic. Chúng ta coi lại cho thầy bài giảng số 2 nha. Phần kim loại tác dụng bởi gì? Đây mời. Đây, luật khi cho kim loại tác dụng bởi axit acetic đây. Thì những kim loại quý hiếm như là bạc, thủy ngân, vàng, bạch kim thì không tác dụng với axit acetic. Đọc câu dễ nhớ là ngu ngu nhúng cu axit. Chỉ có bốn thằng này tác dụng bởi axit, còn rượu thì không tác dụng. Như vậy đây người ta cho chúng ta là nhôm và sắt, đúng không em? Là nhôm và sắt. Thì đây cả hai kim loại này đều tác dụng. Trong đó lưu ý với thầy đó là trong giống như HCl và H4 loãng thì trong tất cả cái kim loại thì chỉ nhôm sinh hóa trị 3, còn những kim loại nhiều hóa trị như là sắt, chrome thì nó sẽ sinh hóa trị 2. Như vậy ở đây là chúng ta có hai phương trình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai chúng ta có hai dự kiện. Dự kiện đầu tiên là người ta cho chúng ta là 11 gam. Cái thứ hai là cái chỗ này chúng ta sẽ đổi sang mol hydro được. Cái đó chúng ta có hai dự kiện là 11 gam và mol hydro. Và ở đây để yêu cầu chúng ta là tính phần trăm khối lượng của mỗi chất ở trong hỗn hợp X. Mỗi đây tức là họ riêng thì dùng phương án đó là phương án giải hệ. Thế thôi. Mà để giải hệ được thì chúng ta sẽ gọi mol. Như vậy bước đầu tiên để chúng ta làm tốt những câu những ý trong câu này thì chúng ta sẽ làm như sau. Nhiệm vụ đầu tiên của bạn là đi tính cho thầy mol hydro. Lấy 8,96 chia cho 22,4. Thì số mol ở đây là bằng 0,4 mol. Như thầy đã nói các bạn là gì? Ở đây người ta hỏi riêng đúng không? Hỏi riêng mà chúng ta có hai ẩn và hai dự kiện. Như vậy đây chúng ta sẽ gọi cái số mol của từng chất trong hỗn hợp X là sắt và nhôm. Lưu ý ở đây là chúng ta không nên gọi ngược lại. Sắt đằng trước thì chúng ta gọi sắt là ít mol. Nhôm đằng sau thì chúng ta đặt nó là y mol. Rồi. Ở cái đó chúng ta sẽ có hai phương trình. Phương trình đầu tiên đó là sắt đi tác dụng với axit acetic. Lưu ý cho thầy đó là em gọi sắt là ít mol thì ghi sắt trước, mà nếu gọi nhôm là ít mol thì ghi nhôm trước. Cái đó là đi nó không bị lẫn lộn và chúng ta nhìn rất là nhanh. Như đã nói thì đây nó sẽ sinh ra muối sắt 2. Muối là kết hợp giữa góc axit CH3COO và kim loại sắt. Góc này hóa trị 1, sắt hóa trị 2, bắt chéo là tất cả 2. Fe cộng cho H2. Chúng ta cân bằng 2 vào axit là đủ. Tương tự vậy đối với nhôm. Nhôm cộng cho CH3COOH. Ở đây nó sẽ tạo ra muối nhôm CH3COO. Góc này hóa trị 1, nhôm hóa trị 3. 1 3 bắt chéo là 31 cộng cho H2. Đó. Mấy cái phần mà nó liên quan tới giải hệ này thì trong cái chương trình hóa học kỳ 1 của hóa học lớp 9 thầy đã dạy cho bạn khá là kỹ. Tuy nhiên là trong một quá trình mà nào đó mà mình cảm thấy các bạn học chưa tốt, cho đó mình cố gắng dặn lại. Để cân bằng phương trình này thì chúng ta cân bằng nhôm hóa trị 3 này. Hydro hóa trị 2, 32 bắt chéo là 23. Bên trái chúng ta có hai nhôm, bên phải chúng ta đang có một nhôm thì chỗ này chúng ta nhân 2 vào. 2 nhân cho 3 là 6 nhóm CH3. Chúng ta đặt vào đây là 6. Đây là những điều cơ bản nhất. Rồi sau đó chúng ta gọi số mol của mỗi chất lần lượt là ít mol và y mol. Thì bây giờ em sẽ gắn nó vô. Đây là ít mol, đây là y mol. Được chưa? Ở đây mình chuyển qua hydro, hydro đây là ít. Hydro đây là lấy y. Chúng ta lấy y này. Mình nhân cho 3 này, mình chia cho 2 thì thằng này là bằng 1,5 y. Rồi, cái đó chúng ta sẽ có hệ phương trình. Đó là chúng ta có khối lượng của X. Khối lượng của X là bằng khối lượng của sắt cộng cho khối lượng của nhôm. Và theo đề bài cho là bằng 11 gam, thì ghi đây cho bạn hiểu. Và chúng ta có mol hydro.
Mohero nãy mình tính được là bằng 0,4 mol. Được chưa em? Cái đó chúng ta có này. Khối lượng của sắt bây giờ lấy khối lượng mol là 56 nhân cho x. Khối lượng của nhôm lấy khối lượng mol là 27 nhân cho y bằng 11. Tiếp tục, chúng ta có mol hydro. Mol hydro đó là x cộng 1,5 y bằng 0,4. Rồi. Ở đây em bấm máy tính tìm cho thầy x bằng bao nhiêu, vậy bằng bao nhiêu. Tính điểm ơi. Cái này thì chỉ bằng rồi, chúng ta bấm chế độ mau này. Chúng ta bấm cái chỗ nào mà có chữ EQN là chúng ta bấm, như vậy chúng ta chọn phím 5. Ở đây chúng ta có 3 lựa chọn, 1, 2, 3. Nếu 1 là chúng ta giải 2 ẩn. Nếu mình chọn 2 là giải 3 ẩn, mà chọn 3 thì giải 4 ẩn. Như vậy thầy giải có 2 ẩn thôi. Do đó đây thầy chọn 1. Thầy sẽ nhập trước x, trước y và sau dấu bằng. Trước x là 56. Phương trình đầu tiên là 56x cộng 27y bằng 11. Nhập trước x là 56. Trước y là 27. Sau dấu bằng là 11. Phương trình thứ hai là x cộng 1,5y bằng 0,4, trước đó là 1. Không có gì hiểu là 1 nhá. 1.5 y và sau dấu bằng là 0,4. Đó, khi đó chúng ta tính được x bằng 0,1 và y bằng 0,2. X bằng 0,1, y bằng 0,2. Rồi, sau đó chúng ta trả lời từng câu hỏi một. Và đây là cái nền tảng chung. Câu A yêu cầu chúng ta là tính phần trăm khối lượng của mỗi chất có trong X. Để tính được phần trăm khối lượng thì chúng ta phải đi tính khối lượng của từng chất. Tức là em đi tính khối lượng của sắt, khối lượng của nhôm. Sau đó lấy khối lượng của sắt chia tổng khối lượng là 11 gram nhân 100 là ra phần trăm của sắt. Như vậy để tính được phần trăm khối lượng của nhôm thì lấy 100 trừ đi. Vì tổng phần trăm khối lượng của hai nguyên tố sắt và nhôm trong hỗn hợp X đúng bằng 100. Và cái bài giải hệ này là cái bài mà là chúng ta sẽ xuyên suốt từ đây cho đến khi chúng ta học hết chương trình nó học em nhé. Rồi, bây giờ mình có này. Đó là em sẽ tính cho thầy được khối lượng của sắt. Lấy 56 nhân cho mol của nó, mol nó là 0,1. Ở đây mình tính được là bằng 5,6 gram. Tiếp tục, em sẽ đi tính cho thầy khối lượng của nhôm. Khối lượng của nhôm lấy khối lượng mol là 27 nhân mol của nhôm. Nhân mol của nhôm mà đặt nó là y, mà y nãy mình vừa giải được nó bằng 0,2 thế vào. Thì đây nó bằng 5,4 gram. Sau khi em tính được khối lượng hai thằng này rồi thì chúng ta tiến hành đi tính phần trăm thôi. Vậy thôi, để tính được phần trăm khối lượng của một nguyên tố hay là một chất nào đó trong hợp chất hoặc là trong hỗn hợp thì chúng ta lấy phần chiếm chia tổng nhân sĩ. Phần chiếm ở đây là sắt chiếm là 5,6 chia tổng, tổng khối lượng đây là 11 gram. Rồi bằng tính cho thầy xấp xỉ bằng bao nhiêu. Này mình tính được là bằng 50,91. 50,909 thì chúng ta làm tròn là 91 đây. 50,91% đó. Và để tính được phần trăm khối lượng của nhôm thì chúng ta lấy 100 trừ đi. Rồi ok. Đó là xong ý A. Rồi, có ai ý kiến gì về A không? Đạt hiểu không Đạt ơi? Đạt đó rồi ta. Chúng ta đến ý B, tính khối lượng dung dịch axit cần dùng. Để tính được khối lượng axit thì chúng ta cần tính mol axit. Sau đó tính khối lượng cho tan mới tính khối lượng dung dịch. Đây, dựa vào phương trình thì chúng ta chuyển mol từ sắt và từ nhôm sang cho axit. Em lấy x, em nhân 2 chia 1 thì thằng này sẽ là 2x. Lấy y nhân 6 chia 2 thì thằng này là 3y. 6y chia 2 là bằng 3y, được chưa? Và cái đó có bên mình có này. Mol của CH3COOH bây giờ bằng
2x cộng cho 3y, thế vào 3 nhân cho x là 0, 1. Xin lỗi, 2 nhân cho x là 0, 1 cộng cho 3 nhân cho y là 0,2. 0,2 cộng 0,6 thì nó bằng 0,8 mol. Rồi, yêu cầu chúng ta là tính gì? Tính khối lượng dung dịch axit cần dùng. Ở đây thầy sẽ áp dụng cho bạn một công thức luôn. Hãy làm từ từ đi. Ở đây mình sẽ đi tính khối lượng chất tan, khối lượng của CH3 COOH bằng cách chúng ta lấy mol nhân cho khối lượng mol, học rồi này. 0,8 M lớn của axit khi nãy mình tính được trong những bài trước đó là bằng 60. Và từ tính lại nha. Đây mình tính là bằng 48 gram. Chúng ta có này. M dung dịch của axit thế bằng M cho tan nhân cho 100 chia C%. Được chưa? Đã bảo M cho tan là 48 nhân 100 chia C. C để bài cho thằng axit axit của mình là 6%. Cứ đem thế vào đây 6. Ở đây thì tính được nó bằng 800. Rồi, hết câu B. Rồi, chúng ta đến câu C. Tính nồng độ phần trăm của các chất có trong dung trong hỗn hợp X. Ở đây thầy ghi nhầm em nha, nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch Y. Xin lại chỗ này cho thầy. Trong dung dịch Y. Đây chưa nào? Và bài này thầy chỉnh luôn. Trong dung dịch Y. Rồi ok, tiếp này. Rồi, để tính được nồng độ phần trăm thì chúng ta cần phải tính M cho tan và M dung dịch, đúng không ạ? M cho tan đây là có thằng CH3CO tất cả 2 lần Fe và CH3CO tất cả 3 lần Al. Số mol của sắt là x mol thì bên mũi sắt ở đây là x. Y thì bên này sẽ là Y. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tính khối lượng chất tan. Câu C này. Chúng ta tính khối lượng của chất tan CH3COO tất cả 2 lần Fe. Chúng ta tính khối lượng chất tan của CH3COO tất cả 3 lần nhôm. Rồi bạn nghe kỹ. Ở đây mà lấy mol của hắn là X và Y. Đúng không ạ? Nhân cho khối lượng mol. Đây. CH3CO chúng ta là 59 nhân 2 cộng cho sắt là 56 nhân mol là x. CH3CO là 59 nhân 3 cộng nhôm là 27 nhân cho y. Em tính cái này bằng bao nhiêu? Tính bằng bao nhiêu hiệp ơi? Bằng 17,4. Thằng nào 17,4? X bằng 0,1 thế vào đây thì thằng nào bằng 17,4, nó không không giải hiểu. Y bằng 40,8. 17,4 là trên. Còn dưới này là bao nhiêu? 40,8. Đúng rồi, 40,8 thế đi vô thôi ha. Đó là M cho tan. Nhưng mấy câu hỏi kiểu hỏi tự luận thì khóa lớp 9 nó hỏi chỉ quanh quẩn tới nồng độ phần trăm rồi phần trăm khối lượng vậy thôi, hay là lâu lâu gắn hiệu suất vô thôi, chứ mấy bài của khóa cấp 2 thì nó không có khó lắm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tính cho thầy là khối lượng của dung dịch Y. Chúng ta nghe kỹ đoạn này, đoạn này thông thường là chúng ta bị sai. Chúng ta nghe kỹ, để tính được M dung dịch Y thì chúng ta sẽ lấy khối lượng đằng trước. Bạn nghe kỹ nha, có lần đằng trước ở đây chúng ta là lấy 11 gam của hai kim loại là sắt và nhôm. Thì ta dùng với cộng cho CH3COH trừ đi khí, trừ đi tuổi sau phản ứng, trừ đi khí ra là trừ khí hydro. Trừ khí hydro. Được chưa nào? Bởi vì sao phản ứng là bằng bờ trước phản ứng trừ đi khí trừ đi tuổi. Cái nội dung này thầy đã dạy cho bạn khá là nhiều trong những buổi học trước rồi. Rồi, mình sẽ có như thế này.
Thầy sẽ lấy khối lượng của hỗn hợp X cộng cho khối lượng của dung dịch axit. Chúng ta trừ đi khối lượng hydro. M dung dịch sau vẫn sẽ bằng trước trừ đi khí trừ đi tủa sau. M khối lượng của X đã có rồi. Đây. Khối lượng của X là người ta cho chúng ta là 11 gram. Đây cái thứ nhất. Cái thứ hai là khối lượng của dung dịch axit thì chúng ta đã tính ở câu B là 800. Được chưa? Hydro chúng ta có mol rồi. 04 chúng ta đã vào là xong ha. 11 cộng 800 trừ đi hydro khối lượng mol là 2 nhân mol là 04. Em tính cho thầy bằng bao nhiêu gam? Trần Văn Đạt tính giúp. Sau khi có xong rồi đó, em sẽ đi tính nồng độ phần trăm của CH3 COO tất cả hai lần Fe bằng bao nhiêu Đạt ơi? Bằng 810,2 gam rồi. Đáp cho thầy luôn. Khối lượng của mũi đây là 17,4. M chẳng tan này. M dung dịch là 810,2. Rồi em tính cho thầy sắp xếp bao nhiêu. Bằng xấp xỉ 2,14 thôi. 147 thì sắp sẽ là 2,15 cho em. Đúng không? Dạ. Rồi, tương tự em sẽ tính nồng độ phần trăm của chất còn lại. Chúng ta lấy phần chiếm cho tổng nhân sĩ. Khối lượng của hắn là khối lượng cho tan là 80 chia cho khối lượng dung dịch là 810,2. Tính luôn đi em ơi. Dạ bằng 5 thôi. Đẹp luôn à. Dạ không, có 5,03. 5,04 sao cho phải đi em ơi. Không không, thầy ghi nhầm. 5,03 em thấy lấy sâu cho thầy dấu phải hai con số. 5,035 thì mình làm tròn là thành 4, thầy hiểu không em? Biết làm tròn không vậy? Rồi có ý kiến gì về cái bài này không ạ? Bài này là bài mang tính chất tổng hợp. Bây giờ thông thường là những cái bài này thì người ta hỏi là chúng ta là khối lượng này, phần trăm khối lượng này, nồng độ phần trăm này, nồng độ mol này, vậy thôi nha.